VCAT là một chương trình hỗ trợ trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học, tạo tiền đề cho những bước tiến mới về dự phòng, chẩn đoán và điều trị ung thư. Đây cũng là một sáng kiến của Viện Ung thư Quốc gia, được Bệnh viện K thực hiện và cho ra mắt sáng ngày 12 tháng 12 tại Hà Nội. VCAT ra đời với mục tiêu nhằm hỗ trợ các nhà khoa học Việt Nam thực hiện các nghiên cứu chất lượng cao, cùng xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phong phú và tin cậy tại Việt Nam. Mỗi năm chương trình sẽ tuyển chọn 20 thử xuất sắc nhất để cùng đồng hành. Các nghiên cứu tiềm năng sẽ nhận được kinh phí hỗ trợ thực hiện nghiên cứu, cùng sự tư vấn hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia đầu ngành về nghiên cứu ung thư tại Việt Nam và trên thế giới. VCAT ra đời đánh dấu bước ngoặt lớn trong nghiên cứu chuyên sâu về ung thư. Kết quả nghiên cứu có thể nâng cao hiệu quả của các phương pháp điều trị hiện tại, cũng như tìm ra các hướng đi mới, góp phần kiểm soát ung thư trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.